Vâng, xin chào mừng quý anh chị quay trở lại với Salon ô tô Topka. Thì hôm nay em sẽ xin gửi tới quý anh chị một cái sản phẩm mà cửa hàng em hiện tại đang có dành cho quý anh chị mà mình đam mê những cái dòng xe đến từ nước Đức về cảm giác lái cũng như cái độ thực dụng của xe. Thì hôm nay cũng trước mặt quý anh chị đây là một chiếc BMW X4, đàn em của một chiếc X6, và chiếc này của em là sản xuất 2017, đăng ký lần đầu là 2018, một chủ từ mới, biển Hà Nội, màu đen, nội thất nâu. Đấy. Và chiếc xe này của em thì là bản được trang bị động cơ 2.0 Twin Turbo, đi cùng với đó là hệ thống dẫn động X-Driver, dẫn động 4 bánh, cùng với đó là đi kèm là hộp số tự động 8 cấp. Đấy. Về tổng thể qua của chiếc xe này thì quý anh chị có thể nhìn về phần đèn trước chiếc xe cũng sẽ được trang bị hệ thống hai dải đèn LED ban ngày, đèn LED daylight, cùng với đó là những cái bóng đèn bi xê nông. Và với bóng đèn bi xê nông thì đã được tích hợp, đó chính là hệ thống đèn góc lái. Đấy. Và chiếc xe này của em cũng đã được lên hệ thống camera 360. Đây là hai cái ống thở mũi to đặc trưng của nhà BMW. Và chiếc xe này của em đã được lên đôi bi LED gầm. Đấy, cực kỳ là siêu sáng. Và xe em được trang bị đó chính là hệ thống rửa đèn pha. Đấy. Đây về cũng như cảm biến ở phần đầu xe. Đây là về tổng thể chiếc xe. Và chiếc xe này của em ấy thì đã được lên dàn 4 quả lốp Pilot Sport. Đấy, chạy cực kỳ là êm. Đấy, lại tiết kiệm một cái khoản chi phí cho quý anh chị rồi. Đấy. Vành chữ Y thể thao cực kỳ là đẹp. Đấy. Một chiếc xe sản xuất 2017 nhập Mỹ. Với chất lượng xe nhập Mỹ thì là quá yên tâm về chất lượng của quý anh chị ạ. Đấy. Những cái đường nét, đường gân chiếc xe rất là đẹp. Keo chỉ ốc át nguyên bản 100%. Đấy. Về cái phần đèn sau chiếc xe cũng là đèn dạng full LED. Đi cùng với đó là hệ thống đa cúp cũng như là cúp mở điện. Đấy, rất là đẹp. Đèn đóm chiếc xe rất là đẹp. Đây, quý anh chị để quan sát phần cúp của chiếc xe. Đấy. Một chiếc xe Cooper. Đấy, rất là rộng rãi. So với đàn anh X6 thì có vẻ là sẽ là to, dài, rộng. Thì đi phố nhiều khi không được tiện bằng những dòng X4 này. Đấy, nhẹ nhàng thể thao. Mà cũng vẫn là tiện lợi, rất là đẹp. Ốc át keo chỉ nguyên bản 100%. Đấy. Một chiếc xe của em 2017, một chủ đăng ký lần đầu 2018, biển cũng rất là tươi. Đấy. Rất là đẹp. Những đường gân, đường nét trên chiếc xe rất là đẹp. Và em sẽ mời quý anh chị quan sát cái phần ghế chiếc xe. Ghế chiếc xe này là một chiếc ghế được đặt riêng quý anh chị nhá, tại hãng. Đấy. Với những cái đường khâu này, những đường khâu sẽ kết hợp màu chỉ vàng và ghế da nâu. Đấy. Những phần chi tiết ốp gỗ này rất là sang trọng. Rất là đẹp. Khoang hành khách sau của chiếc xe cũng rất là đẹp quý anh chị nhé. Đấy, một chiếc xe 2017 đây, ghế ghiếc rất là đẹp. Xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Đấy. Rất là đẹp. Nhỏ nhưng mà có võ, rất là đẹp. Đây, em sẽ mời quý anh chị quan sát về cái hàng ghế trước chiếc xe. Đấy. Những cái đường nét thiết kế rất là tinh tế. Keo chỉ ốc át rất là đẹp, nguyên bản 100%. Đấy. Ghế chỉnh điện đầy đủ cũng như là kết hợp hệ thống nhớ ghế. Đấy. Đèn pha tự động, hệ thống điều khiển trung tâm. Đấy. Cùng với đó là những chế độ lái cũng như cảm biến xung quanh xe. Đấy. Rất là đẹp, rất là sport. Ghế chiếc xe này sở hữu màu nội thất nâu. Xe được lên bộ ghế X-Driver xịn nha quý anh chị nhá. Đấy, thêu dập logo trên phần ghế đây. Đấy. Ghế ghiếc rất là đẹp. Đấy. Những đường chỉ thêu. Đấy, một kết hợp rất là đẹp. Sau đây em sẽ mời quý anh chị quan sát về cái phần khoang động cơ của chiếc xe. Em sẽ mời quý anh chị quan sát cái động khoang động cơ. Đó. Đây là một khối động cơ nguyên bản của chiếc xe. Đấy. Những cái phần ốc át, khoang động cơ chiếc xe. Đấy, quý anh chị quan sát. Đấy. Ốc át nguyên bản 100% quý anh chị nhé. Đấy. Những cái đường gân, đường nét chiếc xe đây. Đó. Nguyên bản 100%. Rất là đẹp. Đó, rất là đẹp. Keo chỉ ốc át nguyên bản 100% quý anh chị ạ. Đấy.
rất là đẹp. Và em xin giới thiệu lại với quý anh chị, đây là một chiếc BMW X4 X-Driver 20i, sản xuất 2017, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, đăng ký lần đầu 2018, tên tư nhân, tên con này của em hình như là xe tên công ty biển Hà Nội đấy, cũng được xuất hóa đơn đấy, và giá em đang chào bán lúc mức giá là quanh ngoài tỷ 9 một chút đấy. Quý anh chị mà mình có quan tâm yêu thích về kiểu dáng mẫu mã cũng như là khả năng vận hành của chiếc BMW này ấy, thì hãy liên hệ trực tiếp với số hotline trên màn hình để nhận được sự tư vấn cũng như có một cái giá tốt nhất. Và quý anh chị quan tâm có thể đến trực tiếp cửa hàng em tại 89 Nguyễn Chánh để xem xe, chạy thử cũng như có một giá tốt nhất. Và tất cả xe bên em bán ra đều cam kết cho quý anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, giấy tờ pháp lý chuẩn chỉ, bao sang tên toàn quốc cũng như là bao test hãng thoải mái. Đấy, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi.